Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Trung Quốc đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự loạt trận giao hữu trong dịp FIFA Days vào tháng 10 năm 2023, trong đó có hai cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Ikesen và hậu vệ Yang Guangtai. Bộ khung của đội tuyển Trung Quốc vẫn quy tụ nhiều gương mặt đã từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 như là thủ môn Yan Junling, hậu vệ Yang Lipeng, tiền vệ Wu Shi và tiền đạo Gu Lei, người đã từng thi đấu ở tại La Liga. Tuy nhiên, đội hình của đội tuyển Trung Quốc không còn hai cầu thủ đã từng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, đó là tiền đạo Yang Junling và tiền vệ Su Xin. Trong hai lần đối đầu gần nhất ở tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc 2-3 ở trên sân trung lập ở lượt đi, sau đó thắng lại 3-1 ở trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình đúng vào ngày mùng 1 Tết. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu tại Đại Liên, gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày mùng 10 tháng 10 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Philip Druze sẽ sang Hàn Quốc để so tài với những Son Hung Min cùng với các đồng đội vào ngày 17 tháng 10 trong khi đó đội tuyển Trung Quốc sẽ đá giao hữu với Uzbekistan vào ngày 16 tháng 10 sau khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trước ngày diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam truyền thông xứ tỷ dân cũng liên tục bàn luận về cuộc đối đầu giữa hai đội bóng và sự chuẩn bị của cả hai cho trận đấu này tờ Sina đã bày tỏ sự lo lắng cho đội nhà khi mà thấy huấn luyện viên Philip Jose ra quyết định có phần táo bạo khi triệu tập đội tuyển Việt Nam với rất nhiều sự đổi mới với tựa đề đối thủ của đội tuyển Trung Quốc trải qua cuộc đại tu lớn khi mà huấn luyện viên Philip Druze chiêu mộ đến 15 tuyển thủ Olympic. Tờ China của Trung Quốc đã có những phân tích chuyên môn khá sâu sắc về trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam. Thậm chí tác giả của bài viết còn dùng cụm từ là sự dũng cảm và kinh nghiệm để nói về động thái này của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Một huấn luyện viên xuất sắc luôn phải có triết lý bóng đá riêng của mình cũng như là những sự khác biệt về kỹ chiến thuật, hệ tư tưởng chỉ đạo mang dấu ấn cá nhân. Chính vì vậy mà khi bắt tay vào việc tái cấu trúc đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mạnh dạn lựa chọn những cầu thủ phù hợp với triết lý của riêng mình, đồng thời nỗ lực tạo cơ hội để cho các cầu thủ thực hiện yêu cầu kỹ chiến thuật mà mình đưa ra trong thực chiến. Có thể nói 33 cầu thủ được ông lựa chọn gọi vào đội tuyển Việt Nam lần này là phản ánh đúng tính cách của nhà cầm quân người Pháp Tiếp đó, tờ Xinhua phân tích rằng khi một huấn luyện viên Philippe Troussier lên nắm quyền, đội tuyển Việt Nam phải chứng kiến sự khác biệt lớn về tư duy và quan niệm chỉ đạo chiến thuật. Suốt nhiều năm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu là định hướng các học trò của mình tập trung vào lối chơi phòng ngự phản công, trong khi đó ông thầy người Pháp thì lại muốn các học trò chơi chủ động ở trung lộ và tuyến trên. Việc phải tạo áp lực cao lên đối thủ buộc các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực để cầm được bóng. Cũng do đó mà việc lựa chọn nhân sự sẽ có những tiêu chuẩn và yêu cầu hoàn toàn khác nhau. Với danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vừa được công bố, không chỉ giới chuyên môn, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà cả giới chuyên môn châu Á cũng phải thốt lên không thể tin được và quá can đảm, bởi Việt Nam đang cần một đội tuyển mạnh nhất để phục vụ cho vòng loại World Cup 2026, đấu trường cực kỳ quan trọng. Xong nhìn vào kết quả mà huấn luyện viên Philippe Truje đã đạt được cùng với đội tuyển Việt Nam sau khi tiếp quản từ hồi tháng 3, có thể thấy ông đang đạt được những thành công nhất định với 3 trận thắng liên tiếp trước Hồng Kông, Palestine và Syria. Trong khi bóng đá Nam Trung Quốc đang vấp phải sự chỉ trích bởi các cầu thủ trẻ bị đánh giá là trình độ thấp và chất lượng kém, đồng thời tự an ủi lứa cầu thủ cựu trào, dù sao là vẫn còn kinh nghiệm hơn, thì huấn luyện viên Philippe Ruzet đã đưa tới 15 cầu thủ Olympic vào thẳng đội tuyển quốc gia các cầu thủ trẻ sẽ phải đối mặt với ngay 3 trận đấu quốc tế hạng A sau Trung Quốc là Uzbekistan và Hàn Quốc. Lựa chọn của huấn luyện viên Philip Druze là khá gây sốc, song nó có căn cứ là kinh nghiệm dày dạn, khả năng khám phá và phát huy năng lực của các cầu thủ trẻ. Trên tất cả là sự can đảm. Người hâm mộ Trung Quốc chắc chắn là chưa thể quên được bóng đá Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ như thế nào. Trong đội hình tuyển Nhật Bản tham dự vòng chung kết World Cup 2002 có không ít cầu thủ đã từng thi đấu ở World Cup U20 vào năm 1999 được chính huấn luyện viên Philippe Troussier phát hiện và đào tạo. Thành công ấy để lại di sản không hề nhỏ cho bóng đá Nhật Bản và giờ đây ở Việt Nam, ông thầy người Pháp đang tái hiện năng lực của mình ở mức độ nhất định. Tất cả 15 tuyển thủ Olympic Việt Nam được gọi tập trung vào đội tuyển quốc gia đợt này đều từng được chính huấn luyện viên Philippe Troussier huấn luyện ở các cấp độ trẻ. Có 8 cầu thủ sinh năm 2001, có thể thấy rằng ông thầy người Pháp hiểu rất rõ các học trò của mình, cho nên sự lựa chọn này hẳn là đã được tính toán kỹ càng. Điều thực sự ngạc nhiên là 7 cầu thủ còn lại đều sinh năm 2003 và 2004. Sự lựa chọn này đang đem lại sức sống mới cho thế hệ trẻ của Việt Nam. Trong số đó, tiền vệ Khuất Văn Khang sinh năm 2003 đã trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho Nguyễn Công Phượng không có tên trong sự lựa chọn của ông. Trong khi đó ở Trung Quốc, các cầu thủ U20 sinh năm 2003 đều chưa có cửa ở đội tuyển quốc gia. Đấy không chỉ bởi trình độ của họ mà còn bởi tư tưởng, chỉ đạo, đường lối xây dựng đội tuyển quốc gia Trung Quốc quá thủ cựu trong khi cần phải được cải tổ gấp. Các tuyển thủ quốc gia dưới thời huấn luyện viên Marcelo Lippi vẫn là lực lượng chủ chốt trong khi 6 năm qua thành tích của đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc chỉ là con số không tròn chính. Với đội tuyển quốc gia có độ tuổi trung bình còn thấp hơn cả trận đại thắng trước Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2022, liệu rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào? Liệu rằng họ có đòi nợ thành công hay không? Thực sự là rất khó nếu như nhìn vào những gì mà huấn luyện viên Philip Ruzier đang làm cho bóng đá Việt Nam. Người phải e sợ lần này có lẽ chính là đội tuyển Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở đó, một số trang báo khác còn kể ra những câu chuyện khá thú vị để dẫn chứng cho tư duy làm bóng đá khác biệt của phù thủy trắng. Đó là khi ông Philippe Troussier mới tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, có một câu chuyện ít người biết về cách mà ông chọn đội trưởng đội tuyển Nhật Bản. Số là trong buổi tập đầu tiên với đội tuyển Nhật Bản cách đây hơn 20 năm, ông Philippe Troussier đã bắt cả đội chạy vòng quanh sân tập một giờ đồng hồ liên tục. Huấn luyện viên người Pháp cứ đứng quan sát và các cầu thủ Nhật cứ thế chạy, không có ai thắc mắc gì về mệnh lệnh này cả. Rốt cuộc có bốn cầu thủ đã đến thắc mắc với ông Philippe Ruzé về kiểu tập luyện kỳ quái này. Đó là Miyamoto, Toda, Mojin và Matsuda. Miyamoto chính là người mạnh dạn nhất khi mà chất vấn ông Philippe Ruzé. Tại sao chúng tôi lại cứ phải chạy mãi như thế này? Chỉ chờ có thế, ông thầy người Pháp cảm ơn bốn người vì đã dám bày tỏ chính kiến của mình và nói rằng họ sẽ là trụ cột trong đội bóng. Riêng Miyamoto được trao băng đội trưởng vì là người mạnh mẽ nhất, dám lên tiếng có một câu chuyện khác cũng thú vị không kém về ông Philippe Troussier ở trong giai đoạn ấy. Một lần khi cơn bốc đồng lên, ông đã từng đẩy một cầu thủ Nhật Bản rồi hét vào mặt anh ta rằng biến đi. Tuyển thủ này đã lập tức giận đến nỗi mà tháo cả giày để ném thẳng về phía ông thầy người Pháp. Đấy là thời điểm mà ông Philippe Troussier không được lòng truyền thông Nhật Bản dù khá thành công và bị cho là quá thẳng thắn và nóng tính. Ông không ngần ngại nện cả những cầu thủ và phóng viên nếu như không vừa ý. Ai cũng cho rằng là ông sẽ đi cầu thủ đã phi giày kia. Thế nhưng không, ông Philip Druze thậm chí là còn cho anh ta vào đội hình xuất phát ở trong trận đấu tiếp theo, như thể là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ông không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc thất thường, không có ai có thể đoán được là ông sẽ làm gì. Khi mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông cũng chọn đội trưởng theo cách kỳ lạ. Gọi 5 người ra rồi xoay vòng chứ không cố định, cứ toàn sát giờ thi đấu thì ông mới thông báo ai sẽ là đội trưởng. Về chuyện khen chê thì có một giai đoạn ông cứ họp báo là khen, dù khi ấy đội thua liên tục kết quả chẳng có gì sáng sủa cả. Thế nhưng gần đây khi mà thành tích khởi sắc hơn thì cứ họp báo là ông lại chê, hết chê đội tuyển không có tiền đạo đẳng cấp châu lục, rồi lại chê là bóng đá Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa thể nâng tầm hay là các cầu thủ còn yếu về kỹ thuật cơ bản. Và trong đợt tập trung gần nhất, ông lại làm cho tất cả hoang mang khi mà gạt Văn Quyết và Công Phượng khỏi danh sách tập trung để ưu tiên cho dàn cầu thủ lứa tuổi U23. Về các quyết định nhân sự từ trước tới giờ ông chỉ giải thích rằng dựa vào phong độ và sự phù hợp lối chơi với nỗ lực cá nhân dư luận lại bắt đầu đồn đoán người thì bảo ông là cũng có thành kiến với văn quyết người thì tự hỏi là sao công phượng vừa đá tốt vừa ghi bàn bây giờ lại bị loại người thì cho rằng ông đang hướng đến cầu thủ trẻ người bình rằng điều này là ổn bởi vì các trụ cột sẽ không dám lơ là ai cũng có thể sẽ bị thay thế có một trạng thái của các tổ chức giàu tinh thần khởi nghiệp được kể đến ở trong cuốn sách quản trị chứ danh từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins, đó là sự bất an dễ chịu. Tức là các lãnh đạo sẽ luôn tạo ra một bầu không khí bất an nhất định ở trong nội bộ để không ai có thể cảm thấy nhàm chán hoặc là thiếu động lực bởi vì mọi chuyện ổn định suôn sẻ với cá nhân họ quá. Huấn luyện viên Philip Duje thì đã quá dày dạn kinh nghiệm với các dự án khởi nghiệp rồi, từ Nhật Bản trong chiến dịch World Cup 2002 cho tới đội tuyển Việt Nam hiện tại các đội bóng mà ông dẫn dắt thường luôn tiềm ẩn bất ổn nào đó trong suốt chặng đường nhưng điều kỳ lạ là các tập thể đó luôn tiến bộ hơn theo thời gian bây giờ lại thêm một lần nữa chúng ta lẫn các cầu thủ phải tự hỏi rằng rằng ông philippe ruz muốn gì thực ra thì vấn đề có thể là không phức tạp như là chúng ta nghĩ huấn luyện viên người pháp cần bầu không khí này diễn ra từ nay cho đến khi mục tiêu dự world cup được hoàn thành các đội tuyển việt nam cần phải có đủ động lực để liên tục tái tạo và sự bất ổn hiện tại có giá trị riêng của nó Tuy vậy, cũng có những quan điểm trái ngược khi cho rằng ông Philip Troussier đang ở thế gọng kìm và khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu tới đây thì ông sẽ phải sáng mắt với bài học từ thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cần phải nhìn nhận một thực tế rằng từ sau thành công ở Thường Châu hơn 5 năm về trước, bóng đá trẻ dường như là trái cấm với người hâm mộ Việt Nam. Bởi nghe thì có vẻ lung linh, đầy thèm muốn, thế nhưng mặt mũi thế nào thì mấy ai biết đến. Ấy thế mà trong danh sách 33 cầu thủ vừa mới được triệu tập trong đợt FIFA Days vào tháng 10, có 16 cầu thủ được coi là tân binh hoặc là rất trẻ góp mặt. Ba trận giao hữu trước mắt ở trong tháng 10 này có thể nói là cực kỳ quan trọng với cả huấn luyện viên Philippe Rutze lẫn tương lai của bóng đá Việt Nam với tâm điểm là trận đối đầu với đội tuyển Trung Quốc trận đấu này là cực kỳ quan trọng với đội tuyển việt nam không chỉ bởi đây là trận đầu tiên trong chuỗi trận khó khăn với toàn những đối thủ mạnh mà còn bởi người hâm mộ nước nhà hẳn vẫn chưa thể nhạt phai được ấn tượng đại thắng của thầy trò huấn luyện viên park hang seo trước đội tuyển trung quốc ở ngay trên sân mỹ đình hơn một năm rưỡi về trước dưới triều đại của huấn luyện viên park hang seo dù rất nhiều người nói về việc phát triển bóng đá trẻ việt nam song tự chung định hướng của ông thầy nghề hàn quốc vẫn gói gọn trong câu nói nổi tiếng gần 4 năm về trước là người Việt yêu bóng đá nhưng là bóng đá chiến thắng thôi. Sự thức thời từ câu nói này có lẽ là động lực lớn nhất để huấn luyện viên Park Hang-seo luôn đặt lòng tin vào những cầu thủ mà vốn dĩ ông rất quen thuộc thay vì những nhân tố mới hay cầu thủ trẻ cũng như cứu cánh là thành tích. Thậm chí ở đấu trường SEA Games, khi mà bóng đá Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng, ông thầy người Hàn Quốc vẫn tận dụng hết suất quá tuổi thay vì trả lại sân chơi cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ngồi vào chiếc ghế hào quang rực rỡ mà ông Park để lại, Sức ép của huấn luyện viên Philippe Troussier rõ ràng là không hề nhỏ, thậm chí là cực lớn. Kể từ đó đến nay, dấu ấn đậm đà nhất mà ông thầy người Pháp này để lại có lẽ là thất bại ở đấu trường SEA Games, khiến cho bóng đá Việt Nam mất ngôi vương trẻ ở Đông Nam Á. Nên nhớ rằng thử thách mang tên vòng loại World Cup mà huấn luyện viên Philippe Troussier cùng với đội tuyển Việt Nam sắp phải trải qua, chịu cái bóng rất lớn của ông thầy người Hàn Quốc bởi trong tay ông Park, đội tuyển Việt Nam đã lọt tới chặng cuối của vòng loại World Cup 2022 với dấu ấn mãn nhãn là trận thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc. Ngày ấy, không ít người hâm mộ đã từng chép miệng tiếc rẻ rằng nếu như vòng chung kết World Cup tăng suất như là World Cup 2026 thì có lẽ đội tuyển Việt Nam đã có lần ra mắt lịch sử ở đấu trường này chấp nhận thoát khỏi cái bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo với quyết định gây sốc chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc. Huấn luyện viên Philip Troussier đang đi một nước cờ cực kỳ liều lĩnh bởi trước đối thủ mạnh, nếu như thử nghiệm các nhân tố mới thất bại thì ông sẽ nếm đòn đau từ người hâm mộ như là cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng phải gánh chịu ở giải U23 châu Á gần 4 năm về trước. Nhược bằng chỉ sử dụng những nhân tố trẻ để làm quân xanh cho các đàn anh thì cái tiếng bình mới rượu cũ sẽ đeo đuổi ông xây nhà từ móng rõ ràng là điều mà huấn luyện viên philippe Troussier luôn muốn làm với bóng đá việt nam trong suốt hành trình dài gắn bó chỉ có điều khúc ngoặt này là thực sự khó khăn không hề phù hợp với những sự thử nghiệm mạnh mẽ như là hiện tại nối gót huấn luyện viên park hang seo để tìm kiếm thành công chiến thắng trước đội tuyển trung quốc ông thầy người pháp sẽ có mọi thứ mình cần ở trên con đường tái cấu trúc đội tuyển quốc gia chỉ có điều nếu như không thể có được một kết quả khả thi thì e rằng ngày vui sẽ chẳng tay gang Dư luận và giới chuyên môn nói rất nhiều về con đường đầy thách thức mà ông Philippe Troussier đang phải đối diện. Chúng ta đã từng ở đỉnh cao trong giai đoạn của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển, nhưng những cầu thủ đã từng kinh qua nhiều giải đấu đã đến giới hạn ở trong sự nghiệp. Họ có thể sẽ vẫn thi đấu đỉnh cao được một thời gian nữa, tiếp tục mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam, nhưng để có thể tạo ra sự đột phá lớn hơn nữa thì đó là một bài toán vô cùng khó giải. Chúng ta cần duy trì sự thành công của đội tuyển nhưng cần tìm ra con đường mới với những tay đua mới chỉ có điều không thể có được cái mới nếu như chúng ta tiếp tục đi con đường cũ với một tư duy đóng khung với những giá trị cũ. Huấn luyện viên Philip Troussier đến với bóng đá Việt Nam với sứ mệnh là phải đổi mới. Là một người am hiểu bóng đá Việt Nam, ông Philip Troussier nắm rõ là chúng ta đang có cái gì và cần phải làm gì để thay đổi. Tất nhiên để tìm kiếm được những giá trị mới không hề đơn giản, nhất là nền bóng đá vẫn phải đáp ứng những yêu cầu thành công và đảm bảo sự phát triển ổn định. Một bản danh sách với rất nhiều cái tên mới đã được công bố, nhưng có lẽ những nhân vật chính ở đội tuyển vẫn sẽ là các cựu binh vốn đang ở phong độ đỉnh cao. Họ sẽ là động lực, là chỗ dựa cho các đàn em trưởng thành. Bóng đá Việt Nam cần một tư duy khác, một quyết tâm đổi mới đủ sự kiên định. Ông Philippe Troussier đang đối diện với nhiều áp lực trong nỗ lực định vị những giá trị mới cho đội tuyển. Những trận đấu quốc tế tới đây sẽ là cơ hội rất tốt để cho ông chứng minh lựa chọn của mình là phù hợp với thực tiễn và rằng những cầu thủ trẻ được trao gửi niềm tin sẽ tận dụng tốt môi trường nhiều áp lực để trưởng thành hơn. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.